Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi, Hubo, xin chào 500 anh em. Tôi vẫn tiến chào 500 anh em. Tôi cương sở chào 500 anh em. Tôi hưng nhiên tộc chào 500 anh em. Tôi lên tư chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay thì anh em mình có kiếm được một gọi là tảng bò Mỹ. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm món gọi là bò nướng tảng. Anh em mình nướng nguyên một tảng nha các bạn nha. Thì anh em mình sẽ dùng nguyên liệu là anh em mình sẽ cho gọi là chấm chéo và ớt để anh em mình làm cái nguyên liệu ướp nha các bạn nha. Đấy, thì đây là tảng bò Mỹ đây các bạn này. Bò Mỹ mọi người ạ, nhưng mà là Mỹ Đình. Bò Mỹ nhưng mà là bò gọi là Mỹ Đình nha các bạn nha. Đấy, thì một tảng thịt bò này các bạn này rất là lặng nha, rất là to đây. Mọi người sẽ thấy này, đấy, vẫn còn tươi ngon như này. Miếng này có khi là còn ăn sashimi được luôn đấy. Thì anh em mình sẽ gọi là khứa một xíu xíu cái phần ngoài. Xong rồi anh em mình sẽ ướp với cả chấm chéo và anh em mình sẽ ướp với cả ớt tươi. Sau anh em mình sẽ nướng, nướng làm sao theo kiểu kiểu như là ở bên trong nó vẫn còn đỏ đỏ hồng hồng ấy. Thì là anh em mình sẽ thưởng thức chứ không phải là anh em mình nướng chín khô nha các bạn nha. Nếu mà bò Mỹ đấy mà nướng khô quá, kỹ quá ấy, thì ăn nó sẽ bị khô, không còn cái cảm giác ngon của thịt bò nữa. Nên này thì mình sẽ ăn kiểu hơi tái tái một xíu. Không biết là chú Hưng đã từng ăn bò tái bao giờ chưa nhỉ? Chú chưa được ăn. Anh Tư ăn bò tái bao giờ chưa? Chưa. Đấy, hôm nay thì sẽ được trải nghiệm bò tái để biết cái vị của nó sẽ ngọt như thế nào. Thì bây giờ anh mình sẽ không nói nhiều nữa mà anh mình sẽ gọi là đem đi để tẩm ướp tảng bò Mỹ này. Xong rồi anh mình sẽ cho lên để nướng luôn nha các bạn nha. Thì anh em nào có xem được clip này của anh mình mà thấy hay thì mọi người có thể ủng hộ anh mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh cho nó nhiều, ủng hộ anh mình nhá. Bây giờ thì Cương sẽ gọi là khứa bò ra để anh mình tẩm ướp cho nó ngấm vào tảng thịt bò nha các bạn nha. Đấy, khứa cái tảng bò Mỹ này ra. Đấy, nói chung là anh mình cũng không khứa sâu quá đâu, bởi vì nướng tảng thì anh mình muốn giữ lại cái độ ngọt của tảng bò đấy. Bò Mỹ thì là phải gọi là dừng anh ạ. Sao rồi? Bò Mỹ như là Mỹ Đình anh phải đọc rõ rồi anh cho đọc tiếng. Rồi anh xin lỗi. Đấy mọi người, Cương nó bắt bẻ mình là phải là bò Mỹ Đình chứ không phải là bò Mỹ. Đấy. Được đấy nhỉ. Cương có tay ghê, khéo tay ấy. Đấy, anh mình khứa như này thì khi mà anh mình ướp nó sẽ ngấm vào nhiều hơn nha các bạn nha. Thì là như kiểu khứa theo kiểu hình cá lô ấy. Rồi, bây giờ em ướp vào đi. Đây mọi người, tảng bò Mỹ Đình đã được Cương khứa xong rồi. anh nói chuẩn rồi đấy. Bây giờ là sẽ cho ớt với cả chấm chéo vào để ướp nhỉ. Ui dồi, chấm chéo luôn em. Đấy, mọi người thấy không, cay nha. Nói chung là anh em mình cũng cho vừa thôi, không là nó mặn nha các bạn nha. Em cứ cho vừa thôi, chủ yếu là ớt cay ấy. Chấm chéo để cho thơm. Úi giời ơi, Cương nó cào cào ngón tay vào cái kẽ là nó ngấm vào rất là sâu nha các bạn nha. Em cào cào kẽ như vừa nãy. Đấy, anh em mình sẽ đi nhóm than. Đi nhóm than và chờ gọi là cái tảng bò này gia vị nó ngấm vào, xong là than cháy là nhà mình sẽ bắt đầu gọi là cho tảng bò Mỹ Đình này lên để nhà mình nướng tảng nha các bạn nha. Than của anh mình đã cháy rồi mọi người ạ. Thì bây giờ ấy là nhà mình sẽ cho cái tảng bò Mỹ này lên để nhà mình gọi là bắt đầu nướng nha mọi người nha. Đấy, kẹp vào cái vỉ này. Đấy. Thì như mình sẽ nướng như thế thì là phải lật liên tục nha các bạn nha. Bởi vì nếu mà không đều ấy là nó bị cháy một bên là tí ăn không còn ngon nữa, nên là người nướng ấy là phải gọi là lật liên tục. Chú lật đi.
Đây, vừa cho vào một cái đã xem xém rồi. Thì anh mình sẽ nướng làm sao để cho nó chín cái phần thịt bên ngoài xong. Đấy, anh mình sẽ gọi là đi thưởng thức luôn cái món bò Mỹ anh mình nướng tảng này nha các bạn nha. Sau khoảng độ nửa tiếng anh mình nướng này mọi người này, thì hiện tại là mọi người có thấy là cái miếng gọi là tảng bò của anh mình ngon không? Ui giời ơi, màu mè rất là đẹp mắt rồi. Thì bây giờ ấy là anh mình sẽ bắt đầu bỏ ra để đi thưởng thức cái tảng bò Mỹ này nha các bạn nha. Nào chú cho ra đây đi. Đấy. Ui nóng đấy chú ạ. Đấy. Ui giời. Ui giời ơi, nóng thế mà. Đây mọi người. Thực sự là cái màu đẹp vãi chưởng luôn. Đấy, bây giờ anh mình sẽ bắt đầu đi thưởng thức cái tảng bò Mỹ này nha các bạn nha. Thực sự là sau khi mà anh mình nướng cái tảng bò Mỹ này các bạn ạ. Anh ơi, em nhắc anh lần này lần thứ 3 rồi đấy. Rồi rồi rồi, ok anh xin lỗi. Thì khi mà anh mình nướng xong cái tảng bò Mỹ đình đấy thì thực sự là cái mùi của nó rất là giống mùi trâu bò gác bếp ấy mọi người ạ. Không biết anh em có ngửi thấy giống thế không? Đấy, bởi vì anh mình ướp cái gọi là chấm chéo vào ấy. Đấy, thì là bây giờ anh mình sẽ bắt đầu xẻ ra đây, anh mình thưởng thức cái tảng bò nướng này nha các bạn nha. Nhìn ngon thật sự luôn mọi người ạ. Đấy. Úi giời ơi. Tiến lên, đỡ rồi anh ạ. Ui. Ui giời ơi. Đẳng cấp nha. Chín đẹp luôn mọi người ạ. Ui giời ơi, tuyệt vời luôn. Cắt đi, cắt đi. Ngon đấy. Bịt tết đi. Rất thì dại. Uầy, anh em mình nướng thế mà nó chín hết sạch luôn mọi người ạ. Đấy. Mà cái bên ngoài ấy, nhìn cái màu rất là đẹp luôn. Ui giời. Vắt được chấm, vắt đâu tao. Đấy, xong là gọi là mỗi anh em làm một cục mọi người ạ. Chương. Đấy, anh em mình còn chấm thêm cái gọi là chấm chéo nữa này các bạn này. Rồi, nào. Đây. Mỗi anh em một tảng như này. Đấy, rồi thôi. Cầm cầm miếng tảng bò này mọi người thấy phê không? Quá phê là mời anh em nhá. Miếng này một cái bánh mì kẹp vào nha. Thơm lắm mọi người ạ. Ngon lắm. Thôi mình cứ thử không đã để xem độ ngon. Như là cái bánh mì luôn. Mọi người nhá. Nước vẫn đang chảy. Mọi người nhá. Con. Dài. Vẫn còn đỏ đỏ ngon lắm mọi người ạ. Bò Mỹ Đình lúng lính à. Ua, ngọt. Mời tất cả mọi người nha. Nóng. Ngọt thế nhỉ. Mình tính là nướng nó kiểu vẫn còn đỏ hơn một xíu nữa nha các mọi người nha. Nhưng mà đây là nướng kiểu lửa nhỏ ấy, thì thực sự là bên trong nó chín hết luôn. Bây giờ kiểu chỉ còn một xíu kiểu cái nước nó nước ở trong thịt ấy, nó róc ra nó màu hồng hồng luôn. Nó không còn như mình muốn nữa. Kiểu đấy. Hồng đào ấy, hơi hồng hồng. Đấy. Cái này rất là ngon này. Ngon chưa? Ngon luôn. Thèm quá mọi người ạ. Cứ người cho anh xin một miếng nào. Tao nói nó ngọt thì đâu. Ui giời ơi. Đây nha mọi người nha. Mình mời tất cả mọi người nha. Thịt nó mềm. Nói thật với các bạn, cái lớp ngoài mình nướng nó xém xém thì ăn nó hơi chắc chắc, nhưng mà vào trong một cái của bắt đầu thịt nó mềm ra của nó ngọt nước. Mà thực sự là cái mùi mùi đặc trưng của bò Mỹ Đình ấy mọi người ạ. Thực sự là nó vẫn còn nguyên trong cái tảng bò này khi mà mọi người là cắn vào miệng ấy. Ướp chấm cháo thơm. Kiểu này trong nhiều nước thật. Ngọt đấy, trong nhiều nước. Mọc, kiểu này bò giữ. Bên ngoài thì cái màu của nó nhìn rất là đẹp luôn. Tương đối cũng khá vừa, chẳng chéo khá vừa. Ngoài khô trong thì lại mềm, ẩm tuyệt vời. Ngon thật sự. Mọc nước ăn ngon. Cái tê cay cay nữa chứ. Được cái anh em khứa khứa. Nhưng mà công nhận là ăn bò này còn nhiều nước đúng không? Vâng. Đây mà
anh mình nướng khô tí nữa thì ăn nó sẽ bị kiểu bị khô. Nó bã. Bã nó dài, nó không ngon. Nước cứ chảy lên tận đầu cuống tay là mọi người phải biết nước nhiều như nào. Sắp bên sắp bên nách tiến rồi. Ui. Ngọt, thật sự ăn ngọt đấy. Bò lắm. Đúng lắm. Cắt các em. Chấm ngọt. Nhưng mà cái món bò Mỹ Đình này thì gọi là anh em thưởng thức, thì hôm nay đúng là cậu cảm giác có thể để anh em thấy phê luôn. Mình ngồi thực sự là mình không thể cậu kiềm chế được nước miếng ấy mọi người. Nó ngon, trời ơi. Ngon gì đâu mà. Lâu lắm rồi anh mình không gọi là ăn kiểu bò nướng rồi. Mọng mọng. Thường ấy thì mọi người sẽ ăn đồ nướng ấy là kiểu là nướng trên bếp ấy thì sẽ không thể thơm ngon như kiểu là mang bò đi để gọi là nướng than hoa như này mọi người ạ. Wow. Cho anh miếng bé nhất ở đây cưng. Bé ơi. Ừ. Ui khổ ơi, thịt vẫn còn đỏ đỏ hồng hồng này mọi người. Chứ vẫn chưa đạt của mình. Đạt của mình nó sẽ là đỏ và hồng hơn nữa. Medium rare. Vừa mềm vừa ngọt. Vừa nhiều nước. Cái canh tươi tươi thơm mặc khá rồi nữa. Mùi chẩm chéo. Bo bản nước à. Cái nước này nó ngọt nhỉ. Đang lâu lắm rồi ăn được bò mà lướng mà mềm ngọt này. Đã. Người ta bảo là ngọt nước là này đúng không? Để ngọt nước. Ngọt nước ấy. Chưa đã ăn kiểu bò nướng nguyên tảng như này bao giờ chưa? Chưa. Người ta cắt một miếng ngọt là được ăn. Nướng tái kiểu này là cũng ăn là cái hương vị luôn. Cái hương vị ấy. Hương vị là có hạt với mắc khén. Ớt kiếp tẩm vàng. Ăn rất là thương, rất là phê luôn. Còn này là có lòn bia là thương nó. Anh mình ướp như này thì nó kiểu chỉ hơi gọi là tê tê một xíu rồi. Nói chung là mỗi anh em làm hai phên bò như thế là kiểu đủ dưỡng chất cho cả ngày, mình sợ còn thừa mọi người. Khỏe đến thừa, ngày mai thừa calo cho một ngày. Mình ăn kiểu ngoài nướng này nó thơm thơm mọi người, cảm giác nó giòn, ướp biết nó vừa vặn, nó đủ gia vị. Mà cái màu mình không cần chấm nữa. Cái lúc màu nó kiểu anh mình nướng xong nó đẹp nhỉ. Đẹp không hề cháy luôn đấy, mà có thể chín được vào bên trong như kia là mọi người biết là gọi là kỹ năng nướng của mấy anh em là đạt đến gọi là trình thượng thừa rồi mọi người ạ. Nào em cầm luôn cả miếng chứ. Em đánh hai miếng rồi, em sợ miếng này không tải nổi hết này. Tiến hộ phát nhá. Ui hết nước chấm mọi người ạ. Đúng là hết nước chấm thật. Đúng là món hết nước chấm. Bò mềm ngọt này không hết hơi phí. Nước chấm hơi ít đi. Không đủ nước chấm, đây là đúng như người ta hay nói đó chính là hết nước chấm. Đấy. Căn bản là vì ngon quá nên là hết chấm nước chấm nha cậu nha. Xong lại cậu ướp gia vị nướng lên cái mùi đã thơm rồi, giờ chấm thêm chấm chéo vào nữa. Ui. Bò nó ngọt kinh khủng luôn. Cảm giác nhai luôn. Tiến mấy miếng rồi? Hai rồi, chuẩn bị ăn mấy người ba rồi. Có cảm thấy vậy là có tí gì no no chưa? Chưa thấm ở đâu, vẫn đang ở đâu? Trong quá trình ngon ngọt lắm. Còn nó ngon quá ấy mọi người. Ui. Đấy. Rất đỏ luôn. Bỏ nó vẫn nóng này. Giờ mình sợ không ăn được hết là mình cắt một lưỡi ra. Đâu chú ăn miếng nào? Đấy chị. Đấy. Đấy ngon này. Ngon chứ. Đấy. Đấy. Ăn chưa? Ngon thật sự luôn mọi người ạ. Ui giời ơi.
nó những kiểu thứ ấy. À, anh em gọi là chấm điểm cho cái món bò nướng tảng ngày hôm nay của anh em mình không nào? Em chấm 9-15 anh ạ. Mỗi nửa điểm là không, chưa quên mất không bao bia lên. Độ tuyệt vời. Mê vậy, khoái rối luôn. Đấy mọi người ạ. Một tảng bò to như vậy mà gọi là mấy anh em mình đã gọi là đánh chén coi như là hết rồi. Thực sự là hôm nay ấy, cái món bò này ấy, lúc đầu ấy là mình định nướng là làm sao để cho cái phần thịt bên trong ấy nó vẫn còn đỏ hơn một xíu nữa để cho thịt bò nó mềm ấy, nhưng mà mình không ngờ là khi mà để lửa bé nướng cầu như vậy mà nó bây giờ nó chín hết cả bên trong luôn, chỉ còn lại cái nước đỏ đỏ thôi. Thực sự là sau khi mà thái ra mình thấy rất là bất ngờ luôn nha. Đó, bởi vì không nghĩ là bên trong lại có thể chín được như thế mà bên ngoài nó không hề cháy một xíu nào luôn. Thì hôm nay là như mình đã làm món bò nướng tảng ướp với cả chẩm chéo và nướng và đã thưởng thức và cho mọi người biết cái cảm giác của cái món bò nướng tảng than hoa này nó như nào rồi. Thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Thì anh em nào có xem được clip này của anh em mình mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh cho là nhiều để cho anh mình có động lực anh em mình làm thêm nhiều clip hay hơn nha các bạn nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.